Ở cuối tập lần trước thì mình đã tạm dừng ngay cái chỗ kia và bây giờ nhiệm vụ boss mình đã quay trở lại với cái nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là quay trở về với Meridian và có thể là chúng ta sẽ vô trong nói chuyện một tí. Tại lần trước là mình có mới lấy xong, cuối tập là mình có lấy xong cái bộ giáp Shield Weaver này và có thể là giúp chúng ta đánh trong cái lần tiếp theo tiện hơn nhiều. Và chúng ta sẽ đi nói chuyện với ông Sun King Avat để xem ông có gì để nói chuyện không. Hello, đang chơi đâu vậy? Aloy, what brings you to Meridian? A threat. The Eclipse will attack soon, from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades, and it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire, and if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Alight, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Lameless Marat. Chúng ta nói chuyện với Marat nữa hả? Yo, what's up? Trong đây toàn những chơi mà mình là dân thường nè. Chứ nói chuyện cái nhẹ đó. Ô rồi. Hello dân trường. Chào dân chơi. Dân thường nè. Tới nè. Nói chuyện cái nhẹ coi. Chảnh lắm quá mày. And do keep me appraised of each new arrival. Ê, nói chuyện. Ah, Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes. Bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the Spire. Erend and the Vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the Spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Chúng ta đâu có làm gì đâu. Thì chúng ta đâu có chỗ ngủ bây giờ đâu. Giờ nó kêu là chúng ta có thể làm gì ta.
Rest before the final battle. Rồi, trận chiến cuối cùng rồi. Chúng ta bài lựa chọn đi xem xét hàng phòng thủ gì đó, nói chung là vậy. Elizabeth, with a weight like this pressing on you. How did you rest after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. There are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not blood smoke. Then what is it? The end. Or how it begins, anyway. You spoke of. To the guns! To the guns! Now! By the sun, do what she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? Reinforcements. Aloy, no! We need those guns! He will cut you down! Not this time! You have fixed me. Giờ nó đánh tấn công nhập dạng ở đây luôn rồi. Trời. Mấy này nó ăn cái gì mà đầu nó cứng dữ vậy? Whoa. Ngờ mình bắn hụt cú đó luôn mới ghê chứ. Ây chết mà, lộn cung rồi. Không nói cái này nó đỡ giùm mình mà nó không mất máu ha. Trời ơi, chúng ta có cái này chúng ta test rồi đó. Chứ hôm nay mình nghĩ là chúng ta cũng mất máu cũng khá là nhiều quá. Nhưng mà ý là cái này nó còn.
chúng ta vẫn thấy nó màu trắng mà chúng ta vẫn còn xài được. Ý là nó chưa ăn đam thì chắc là nó vẫn không tính, còn mình nghĩ đó nó không có đi theo thời gian mà là ý là cứ bao nhiêu đam là nó sẽ đỡ được bao nhiêu thì sẽ tạm dừng tới bấy nhiêu. Qua đây em, qua đây em, ngon qua đây. Ô, oh, Helix kìa. Mày tưởng là tôi để mày qua dễ dàng thì sao? Mày nghĩ tao mặc giáp này, tao chuẩn bị hết rồi con ạ. Còn hai đứa hả? Mà làm thấy ghê à. Wow 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 wow, nhưng mà cái này ghê thiệt. Nhưng mà máu này trâu vãi. Bắn hết cả băng gì nó không chết. Kinh dị mỹ thiệt. Mình coi xem còn cái wow wow wow, sao nó phóng hình xuống đây luôn à. Mày muốn thử lại đạn gì? Mày muốn thử lại đạn gì để cho mày ăn đạn phá giáp luôn nè. Tặng mày luôn nè. Miễn phí nha con. Ây, tôi chết mẹ. Hết hồn. Nghĩ sai bồ. Nghĩ sai bồ. Nói chung là mình tặng nó đủ cái cung là gì cũng được. Cũng sốc không mày? Muốn đi sốc không? Muốn ăn sốc không? Mày chắc không có suy nghĩ sốc rồi cho nên thôi thì mày để mình chơi cái cũ đi. Công nhận cái bộ giáp này tiện ghê. Đỡ hết trơn. Ngon lại đây, ngon lại đây, ngon lại đây. Cái đùa lại thật à. Trời ơi, con nó nhảy mà nó văng tới đằng này luôn mới ghê chứ. Nãy mình nhảy nó mới nhảy xéo theo luôn mới ảo. Mày nhát não vậy. Ngon lại đây, ngon lại đây. Một phát 300 mấy đam. Mày ngon mày lại đây. Ôi sao cái này mình yếu vậy. Ý là yếu đối với thằng này á. Chúng ta còn ăn wow wow, có bộ giáp này tiện ghê luôn. Tôi hỏi nó không có bộ giáp này không biết làm sao không. Giờ để thử cái này coi. Đâu dễ vậy bạn. Để nào coi đam nào cao không. Không mất máu luôn, nãy giờ không mất máu luôn. Bộ giáp này cũng trâu ấy, mình cũng không nghĩ nó lâu không đội vậy. Rồi rồi, giáp xuống rồi, giáp xuống rồi. Mình nhớ nó hồi tới 10 giây hay sao á. Mình nhớ là vậy. Đợi tới khi nào nó lên lại thì mình nhớ lên lại. This was not meant to be. Chosen. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher too stupid to see you were being used. Your whole life was a failure. And soon, no one will even remember you. Turn your face to the sun and think about that! Alright, plant your feet. Đồ gì đâu mà chán vậy? Nó hơi kệ. Có còn không đúng không? Xong lấy đồ được chán vậy. Giờ nó đi đâu nữa? Loot cái nhẹ. Con này cũng toàn metal saw không. Lấy dao lắm giờ mình cũng một đống rồi. Nó giết bà mình cho nên mình không thể nào mình tha thứ với nó được. Cho nên thôi giết đại nó luôn đi. Nó sẽ hay hơn. Mình thích giết thằng này. Tại nó mất dạy quá. Nó mất dạy ngay từ đầu tới cuối. Nên không thể tha thứ với nó được. Công nhận trong một cái hoàn cảnh như thế này mà nó làm mấy game mình nhìn chết đó chứ.
Nhìn nó làm cái khúc này đẹp, đẹp, rất đẹp luôn. Defend the bridge. Okay. Whoa, 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 whoa. Có nguyên một con Deathbringer. Ok, cái này đang cũng cao chứ. Ô, mình có thể đứng ở đây mình bắn tới cũng được. Đó, đủ 5 cục rồi thả ra. Đó, bắn tới mềm. Tao bắn tới cũng được nữa. Ủa, cái súng này đã đây. Sao tụi bay không cho tao xài cái súng này trước đó đi. Con gì? Một phát dính luôn. Chết em, ngủ ngàn mấy đam luôn, ghê vậy. Chúng ta cần cái súng này gấp. Để giết mấy con Thunder Jaw hả? Thunder Jaw các bạn chỉ cần khoảng 3-4 ngàn, 5-6 ngàn là con nó chết rồi. Trong khi đam mà nó lên tới 1 ngàn, bắn chừng 4-5 phát là chết. Đủ 5 cục, cái cục này hồi cũng đấu lâu. Nhìn cool phết. Nào đi ngang qua là tái hết. Ôi sao vậy? Sao không được cầm xuống này. Đây còn này. Bị cái con cái cây này tính đạn rơi cao á. Mình khá là ghét mấy con Fire Bellowback này. Rất là phiền và nó cũng không có được đẹp đẽ gì hết. Nhiều bạn chơi game cũng đẹp đẽ nhưng mà ý là con này nhìn nó tởm quá. Gắn nguyên cái cục kia là mình nhớ mấy cái bộ phim gì. Có mấy con này nhìn tởm phết, nhìn giống mấy con côn trùng mà có mấy cái gì trên người á, nhìn ghê phết luôn. Chết em, đúng rồi, phải vậy chứ công những cái súng bắn đã thì mình chỉ là vậy, chứ đứng đây cũng bắn được thôi. Đến đây sao sao quá vậy? Có con gì bắn từ xa. Ồ, sao nhiều quá vậy? Để mình giết cái con Deathbringer này trước đây. Xa quá, phải bắn phải canh đạn rơi ấy, kiểu nữa. Giống như mấy cây Spling này nọ cũng vậy, y chang vậy luôn. Mặc dù bắn nó không đi hẳn nha, mà bắn nó rơi rất là xa. Tại nó bắn, các bạn bắn mấy cái cục mà nó phải bắn theo tên tên đâu, cho nên nó rơi nhanh hơn là bình thường. Mình sẽ bắn cao một tí nữa luôn. Bắn càng cao thì nó lại càng tùm lum la. Muốn thử không bạn? Muốn thử không? Đó, cái con này con Freeze Bellowback nè. Con này cái bạn bắn vô lưng đó, nó xịt cái kia Frozen ra là đóng băng hết. Lần trước mình có nói rồi nhưng mà mình chưa có thử nghiệm cho các bạn coi. Long leg hả mày? Long leg chân dài hả mày? Muốn làm gái chân dài không? Ok, ngon. Còn nào nữa không ta? Kề xuống, con xuống nó bắn đã vãi. Ồ, cái này bắn đã vãi. Giờ làm gì nữa ta? Defend the bridge. Còn nào tới nữa không ta? Mình bắn hết trơn rồi mà. Ok. À, nó tới tiếp rồi, nó tới tiếp rồi. Chưa hết, cái tự hết rồi, nhưng mà chắc là chưa. Giờ mới ra thêm em. Bắn con này mà trúng con kia mới ghê chứ. Nó sống vô, trời ơi. Mình biết thế nào mình cũng văng. Mà mỗi lần mà con này nó mà nhả ra là mình dính. Phẹt khẹt lửa em. Trời, Deathbringer tiếp hả trời. Sao nhiều hàng nóng vậy. Mà bị cái mình không thể đem cái cục này xuống dưới được. Chán ghê. Chỉ hãy đứng trên đây đứng bắn thôi chứ không có đem xuống dưới được. Có flush hot nữa kìa.
Muốn chạy không em? Muốn chạy không? Muốn chạy không? Sao không đem Stormburst gì đi luôn đi trời. Tăng độ khó cho game. Mày nghĩ mày chơi ai? Ui trời, bắn hồi tiên mới ghê chứ. Mày nghĩ mày chơi ai? Ui con này nó càng lúc nó càng... Ui không nhận cái cây này chịu đam giỏi. Lộn cái shield này chịu đam gì hay. Đam cao phết rồi vậy nó mới bận luôn chịu được. Chứ mà thử mà nếu mà chứ mà không có cái này nữa. Mày giờ tôi cũng khó sống á. Thôi mà có cái này cũng tiện ghê. Bắn mấy con này mau chết vãi luôn. Vô lại Deathbringer nữa sao sao nhiều quá vậy. Có con kia. Time to go. Stormbird hả? Stormbird biết ngay. Nó tới luôn đi em, nãy nó đùa hơi là tới thiệt nè. Nó chạy nó né. Mình chưa giết được con Stormbird nào nha, cho nên đây cũng là một cái lúc mà để chúng ta thử. Ôi ôi nó làm rớt cái cây này luôn, mới ghê chứ. Mình thử quay bắn cái này đi. Giáp giảm rồi. Chúng ta cần 10 giây. Gục đi. Wow, chết em, chết ơi. Siêu lên lại rồi, ngon quá. Này chưa mất máu nữa. Giờ đứng đây bắn không cũng chết nữa nè. Không cần di chuyển luôn cũng được. Ra đây. Giờ bất khả xâm phạm rồi. Đó, đúng rồi. Nào, tới nữa, tới luôn đi. Aloy! Tab. By all mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they? No. Wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've gotta go. Ôi nó được hồi máu liên tục luôn nè. Thôi thì trước khi vô mình có thủ sẵn máu. Mà mình mấy có cái giáp này chắc cũng đâu mất máu đâu. Nghĩ là vậy. Rồi nó kéo cái cục kia, mình nghĩ cái cục kia là Hades á. Nó vô đây nó là có vấn đề, là có ý đồ. Vãi cả lửa. Ghê vãi. Tao tới đây. Ui. Bắn cặp vú này coi. Trời ơi. Cặp vú dũng mãnh.
Mấy con này bị corrupt rồi. Rớt đồ xanh luôn đi ghê chứ. Tới giờ để coi mình còn thiếu cái cây nào mình bắn luôn. Wow, vừa vô cái nó đốt lửa toàn bộ khu này luôn rồi. Nhanh thế. Nhưng chúng ta không thể để nơi một đẹp như thế này mà trở thành như thế kia được. Như thế này là thành bình địa mà còn gì nữa. Đâu còn gì để diễn tả nữa đâu. Chết liền. Đánh phụ cho đó, phải vậy hay không? Đó. Upgrade full skill đánh phát chết ngay. Ôi mà công nhận cái cây giáo này đam nó cao thiệt, cao hơn cái chủ. Công nhận nếu mà dùng cái cây này á, lúc mà đâm như thế này nó đam nó là cao hơn những cái cây bình thường. Nó vừa kích hoạt cái gì ghê quá ta. Nếu mà nó mở cái tín hiệu thì có thể chúng ta sẽ mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn. Mình lo chúng ta đã có mặt ở đây để ngăn chặn điều đó, để cho điều đó không thể xảy ra được. Và con cháu chúng ta không thể nào lặp lại được cái sai lầm này. Cái sai lầm quá lớn của loài người, làm cho người tuyệt vong mà trở về cái thời đúng nghĩa về, đúng nghĩa trở về thời đồ đá luôn á. Hồi đó mình nhớ có một ông nào nổi tiếng, ông nói là chiến tranh chỉ khiến người trở về thời kỳ đồ đá thì đúng thiệt. Đúng thiệt. Và điển hình như Horizon Zero Dawn là một cái ví dụ điển hình để chứng tỏ là nếu mà con người vì cái mục đích chiến tranh tạo ra những cái cỗ máy này, và một cái sai lầm duy nhất nó thể biến chúng ta thành cái bộ phim như Terminator vậy á. Chúng ta sẽ bị chiếm lĩnh bởi Skynet các kiểu y chang như vậy luôn. Và cũng chỉ là do chiến tranh thôi. Bộ đi bên này chứ. Có cầu thang này không đi ta. Các bạn nào coi phim Terminator thì các bạn cũng biết rồi. Sau này tới phần 4, phần 5 thì chúng ta mới có cái cách giải quyết hay hay tí. Và có tương lai cho nhân loại, nhưng mà chứ giờ cũng hơi ngắn ngẩm. Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My fight. I can't ask you to come with me. We're about to go over the top anyway, right? Right. The metal devil must fall. I should stock up. Okay, the metal devil must fall. Quỷ phải bị gục ngã đánh gục. Okay, có gì lấy được lấy hết rồi đó. Máu me kiểu. Giờ đâu nữa?
Giờ phải chạy lên trên nữa hả trời. Lên trên mà bám chỗ nào ta. Chúng ta phải đi cứu loài người thôi. Còn không là chúng ta bị tuyệt vong hoàn toàn. Và còn những cỗ máy sẽ phải nắm sẽ nắm giữ trái đất của chúng ta. Phá giáp được con này không ta? Tặng những mấy cái luôn cũng được nữa. Giáp tắt rồi, giáp tắt rồi. Này nó bắn rác quá. Giáp tắt cũng đúng. Bắn mới có chút xíu rồi đó. Cục kia nông rớt rồi. Phải thử cái khác rồi. Giáp lên lại rồi. Dân chơi. Công nhận gặp mấy cái con này phiền ghê luôn. Khó chịu nữa, để cho mình shock wide thôi coi. Nếu mà chúng ta shock được con này thì chúng ta sẽ gây đam nó được cao hơn. Cứ xài thoải mái đi, giờ cũng không còn gì để mất rồi. Đúng không? Wow, bắt đầu có đam cao đó. Nếu mà con này sợ lửa, để mình đổi thử cái cây khác coi. Mình có một cái cây sling này nè, hoặc là rockcaster chỉ được đơn giản là kéo nó xuống thôi. Còn shadowbling này nè, ở đây coi 94 nè, thấy không? Thì mình thay bằng cái cây này đi. Cái này bắn khó bắn quá ta. Cái này bắn khó vãi luôn á. Để coi Shadow Splash. Cái này nổ được. Nổ đi, nổ chết nó đi. Ôi chết bà, tự nhiên hết đạn dữ chừng vậy. Ồ, 177 nè. Cây này ngon hơn nè. Cây này xuyên giáp nè. Có hiệu quả rồi đó. 345 luôn, ghê thiệt. Sao đông quá vậy? Đông quá vậy? Thank you.
biết cách rồi, biết cách rồi. Tuy nhiên ngay từ đầu mình mò ra cái cung này ngon biết mấy ha. Oh, wow 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 wow. Năm trăm mấy luôn. Tụi mình rap vào cái nhẹ. Cái này hình như nó phá giáp hay sao? Không, có cái câu cái kia kìa. Wow 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 wow. Xuống đi em, xuống đi, đúng rồi. Chúng ta phải tới Master và Rider mới được. System threat. Master Override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging extinction protocol. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query.
You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query, what did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query, what did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. Đang coi credit rồi. Mình có rất là nhiều cái cảm nghĩ, và thường là những lúc mà mình quay hết game xong, mình đều có một cái tâm sự ngắn và suy nghĩ của bản thân mình về cái tựa game này nó như thế nào. Thì mình phải nói là tựa game này rất là hay, nó có rất là nhiều tố chất. Và điển hình, nếu mà mình được bầu cử nó cho cái giải Game of the Year năm nay thì mình sẽ không ngại ngùng để mình vote cho nó. Thứ hai là có nhiều chuyện mà chúng ta xuyên suốt cái tựa game này mình vẫn còn không thích, và tuy nhiên thì nó cũng không quá là đáng chú ý cho lắm. Thì về cái cốt truyện, lúc đầu mình, ban đầu mình cũng mong là nó sẽ dài, kiểu như The Witcher 3 hay gì đó, vấn đề như vậy. Như bạn cũng đã biết, The Witcher 3 nó dài vô tận luôn. Công nhận nó dài thiệt, nhưng mà nó cũng hay và nó cũng rất là khó. Thì game này thì nó cũng na ná như vậy, nó đem vào cái khó, nó giống như là bên The Witcher vậy đó. Nhưng mà về cái độ dài này, nó không có độ dài, nhưng mà mình nghĩ nếu mà ta đây nó dừng thì sẽ hợp lý hơn. Và những nơi dừng như vậy là vừa đủ rồi, mình cũng không mong là sẽ có phần 2 gì đó. Tại vì nếu tới đây nó dừng với một cái cốt truyện nó đã rất là ổn định như thế này, nó sẽ giữ vững một cái đó gọi là chất riêng của cái tựa game này, nó không làm cho mọi người quên nó sau khoảng thời gian dài. Còn nếu mà nó làm phần 2 thì nó buộc nó phải một cái cốt truyện nào đó nó vượt trên cả những cái này, ví dụ vậy. Và nó hay hơn, hay không chỉ đơn thuần là kiểu như một thanh niên nào đó xuất hiện, nắm giữ được mọi thứ và điều khiển được cái Master Override và có thể nắm giữ mấy con này, và mọi thứ trở về như cái thời lúc bây giờ và mọi người đều như vậy, thì có nghĩa là một là nó sẽ dừng hẳn, hai là nó sẽ đi luôn. Còn mình nói một số thứ mà mình không hài lòng gì lắm với vấn đề là giống như là từ cốt truyện, như bạn ban đầu bạn gặp Olin, rồi bạn gặp cái thằng đầu chọc để cái máy Mohawk thì bạn sẽ nghĩ công nhận là nó nhìn mấy này nó không tin tưởng được, nhưng mà tới cuối cùng thì nó là những người tốt. Chúng ta là cũng không ngờ như vậy, là những thằng to xấu nào các bạn hãy biết nó xấu ngay từ đầu luôn. Và chúng ta gặp ngay cái thằng kiểu như cũng là gần như là boss cuối, boss mini, thằng Helix gì đó, là nó cũng đã xuất hiện luôn rồi và mình cũng đã giết nó luôn rồi. Còn boss thì nó cũng chỉ đơn thuần, nó cũng không phải hẳn gọi là boss nữa, mà nó chỉ là con Deathbringer thôi.
Mấy con này các bạn cũng đã gặp trong những cái lần walkthrough trước rồi và đánh cũng không quá là khó. Chỉ cần biết điểm yếu nó, nãy mình cũng đã thấy điểm yếu nó mà đánh nó rồi, nhưng mà cái này nó cũng không quá, không có một cái dạng boss mà kiểu như bạn phải thấy ồ, bạn phải chào thôi mà. Tại vì suốt nguyên một khoảng thời gian chơi bạn cũng mong tới boss thì có một cái gì đó đặc biệt lắm, rồi cái con gì đó nó điều khiển hết như thế này đó đi. Còn cái này chỉ đơn giản là một cái cục, đúng nghĩa là một cái phần mềm. Ừ, và các bạn lại bạn chỉnh phần mềm và chạy quyền trên cái con loại là xong, hết game. Thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mình phải nói là về nhiều mặt yếu tố như là bắn cung này nọ, bắn rất là đã. Chơi phải nói Far Cry Primal kêu này bằng cụ luôn. Hoặc là Rise Tomb Raider, game này rất là hay. Một trong những lý do mà các bạn nên mua PS4 để chơi. Phải nói là từ trước tới giờ mình chơi game, mình không nghiêng về PlayStation hoặc mình cũng không nghiêng về PC. Nhưng mà phải nói so với những năm gần đây thì PlayStation thường có cho những cái tựa game độc quyền rất là chất lượng và phải nói là rất là hay. The Uncharted 4 như bạn đã thấy rồi, không phải bàn cãi. Thậm chí là mình chơi PC rất là nhiều và mình cũng theo thuộc dạng PC Master Race lắm luôn. Là kiểu như mình cũng quan thích chơi PC nhiều hơn là chơi trên PlayStation, nhưng mà những tựa game như này nó lại làm cho mình một cái suy nghĩ khác hơn nhiều. Và nó khiến cho cái mảng chơi game này nó đẹp hơn trước. Không chỉ đơn thuần là chỉ những cái game như Call of Duty này nọ nữa. Một cái gì đó nó lạ mắt hơn và nó một cái làn sóng mới cho người chơi. Và nếu mà bạn nào đang sử dụng PS4 thì Horizon Zero Dawn là một trong những tựa game mà các bạn phải chơi. Và các bạn sẽ tự cảm nhận được cái hay của nó. Nhưng mà mình nghĩ thì nếu các bạn nào đã coi tới tập cuối này của mình thì có lẽ là một là các bạn cũng đã coi tập đầu hoặc tập cuối rồi thôi để biết nó như thế nào, hoặc có lẽ là cũng đã coi xuyên suốt thì các bạn cũng đã biết cái nội dung nó như thế nào rồi. Cho nên cái game này nó chỉ mang tính chất về cốt truyện thôi. Cho nên nếu mà bạn lỡ mà coi dữ quá, spoil gần hết thì nó cũng hơi nhàm. Tại vì cái game này game cốt truyện mà. Tại vì các bạn đã coi hết mà các bạn quyết định bạn mua game này về chơi thì nó cũng hơi. Nhưng mà thử thì bạn vẫn nên thử qua nếu có dịp. Kiểu như đi qua nhà bạn bè hay gì đó, hoặc là gì đó, vẫn nên thử thì game này rất là hay. Hoặc có những bạn nào mà chỉ mới coi tập cuối này thôi, vẫn chưa coi được nhiều thì, và nếu bạn nào bắt đầu thích cái game này rồi thì nên tắt ngay và like cho mình một cái đã rồi hẳn tắt. Thì các bạn nên mua PS4 và chơi tựa game này gấp. Tựa game này với Uncharted 4, đó là hai The Last of Us phần 1 cũng là một trong những lý do mà các bạn nên mua PS4. Và phần 2 này, phần 2 sắp tới thì cũng còn lâu nữa mới ra. Hôm nay nói chung là cái thời điểm mà mình quay cái tập cuối này của Horizon Zero Dawn thì mình cũng không biết là nó đã ra cái Ghost Recon chưa, nhưng mà nếu mà có thì mình cũng đã quay rồi. Có thể tại cái khoảng thời gian mà mình quay cái tập cuối này là trước mấy ngày mà mình đăng lận. Là có thể là bạn hôm nay ngày thứ hai thì mình đã quay trước đó từ hôm Chủ nhật hay gì đó rồi. Ví dụ vậy, thì mình đã quay trước và để cho bạn coi. Thì trong cái thời điểm mà này thì có lẽ là cũng đã ra Ghost Recon rồi, cho nên mình mong là các bạn cũng sẽ thích cái series đó giống như mình. Thì có lẽ sau cái series này xong thì mình vẫn đang chuyển tiếp với cái series Ghost Recon mới vừa mới ra mắt. Rất là hay. Và mình cũng mong là các bạn thích. Tập 1, tập 2, tập 3 gì đó sẽ sớm lên, sớm nhất có thể. Còn còn với tựa game này Horizon Zero Dawn thì nếu mà mình thấy có những phần nào hay mình sẽ quay lại và mình quay cho các bạn coi tiếp. Nếu các bạn nào thích về tựa game này cũng hết kéo dài hơn nữa. Còn cái này mình cũng không biết là nó có multi hay có gì đó, nhưng mình nghĩ là không, nó thuần cốt truyện thôi. Còn nếu mà multi mấy tựa game mà thuần cốt truyện mà lâu lâu mà lại có multi thì một trong số đó là có The Last of Us với Uncharted 4 làm rất là hay. Multi nó không nhàm nha, nhìn làm rất ổn. Nhưng mà để xem như thế nào. Còn game này thì mình cũng không rõ liệu chúng ta có gì khác không. Quay về cái vấn đề mà về cái độ hay và cái cách mà tạo dựng của câu chuyện thì mọi thứ các bạn cũng trải qua cái game này bạn cũng đã biết rồi. Thì nó đơn giản là loài người sau những năm sau này chế tạo ra cỗ máy, và cỗ máy nó nắm quyền kiểm soát và nó cấp số nhân lên, và nó
làm nó làm chính những cỗ máy đó và tản đi khắp nơi để có thể nắm quyền và tiêu diệt loài người. Thì sau này có cái project gọi là có một cái dự án tên là Zero Dawn của chính phủ Mỹ tạo ra để có thể giúp cho con người đánh đổi lại cuộc sống để sau này có thể trở lại bình thường lại được. Chứ không là không thể nào quay mới bây giờ được. Thì cái dự án đó gồm bao nhiêu cái dự án nhỏ, trong đó bao gồm Hades, và Hades nắm quyền, và Hades kiểu như nó là một trong những cái dự án đó và nó nắm quyền những cái này, và Gaia là một cái phía về phía ngược lại trong cái đó. Thì nói chung là Gaia theo hướng tốt, còn Hades theo hướng xấu đi, các bạn nhìn cái tên các bạn cũng có thể biết rồi. Thì nói chung là vậy. Từ game này làm rất là hay về cái mảng gameplay, là khi bạn chơi bạn cái cảm giác mà bạn bắn cung này nó rất là đã, và cái cách mà nó cái bàn cày. Một trong những cái điểm không hay về cái game này đó chính là thiếu sự đa dạng về vũ khí này nọ. Mình có thể mình mong là một cái gì đó nó đa dạng hơn về Special Tank Hideo Kojima. The fuck, ông này bên Metal Gear Solid nào ông nổi tiếng cực kỳ, giống như ông là nguyên một cái icon, một cái biểu tượng về những ngành game. Ông làm game thì cực kỳ hay khỏi nói rồi, bạn nào chơi Metal Gear Solid phần 5 chắc cũng biết. Mình chơi đó trên PC, nó là khỏi bàn luôn. Mình không thích vì cái game này cũng nhiều, có nhiều phần nó không được đa dạng lắm. Tuy nhiên thì cái đó cũng không đáng kể lắm. Về mặt toàn mặt bằng chung thì nó hay khỏi bàn rồi, nhưng mà từ game này thì mình không biết là có cần phải nên thêm một cái thêm DLC nữa hay không. Nếu mà thêm DLC về thêm mở rộng cốt truyện thêm thì mình vẫn sẵn sàng mình mua thêm để mình chơi, để mình biết thêm. Nói gì nói thì game này vẫn là một trong những tựa game mà các bạn nên thử, đáng thử. Và một trong những lý do để các bạn nên mua PS4. Và cuối cùng là mình tới ngày này cũng như là kết thúc rồi. Và cảm ơn chân thành nhất tới những bạn nào đã coi những clip và sự ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua với những cái tập của Horizon Zero Dawn. Và mình sẽ hẹn gặp bạn trong những cái series tiếp theo. Friend, remember me. We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. Nếu nói là cái này nó tease luôn cả cái DLC nha. Vấn đề là cái ông Silent Hill vừa nói là cái người truyền tín hiệu không phải là cái con Hades này, mà là chủ nhân của con Hades, và có thể là sẽ còn nhiều chuyện hơn sau nữa. Và có thể là chúng ta sẽ biết điều đó nếu như tựa game có DLC. Và mình chỉ muốn nói vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Ok. Bye bye.